Thì bữa nay mình sẽ qua cái phần nội dung là động cơ không bộ 1 pha. Hôm trước giờ là mình nghiên cứu cái động cơ là động cơ 3 pha, thì nó vận hành là không nhờ cái từ trường quay, từ trường 3 pha. Nhưng mà đối với động cơ 1 pha thì nó sẽ có nhiều cái thay đổi, nhiều cái vấn đề khác. Thì cái nội dung này gồm có 4 phần. Thứ nhất là đại cương giới thiệu sơ bộ, thứ hai là về nguyên lý hoạt động của cái động cơ 1 pha, động cơ không bộ 1 pha. Thứ ba là các cái phương pháp để khởi động mở máy cái động cơ 1 pha, và thứ tư là động cơ 1 pha à, động cơ 3 pha làm việc trong lưới điện 1 pha. Có nghĩa là mình có cái động cơ 3 pha nhưng mà mình không có nguồn điện 3 pha, mà mình chỉ có nguồn điện 1 pha, thì mình vẫn có thể chạy được cái động cơ 3 pha này, nó vẫn vận hành được. Thì đầu tiên nói sơ bộ, cái động cơ điện không đồng bộ 1 pha đó là một cái động cơ rất phổ biến trong cái đời sống hàng ngày. Thì cụ thể các cái thiết bị sử dụng cơ năng trong nhà hầu hết là dùng động cơ không đồng bộ 1 pha. Thì như là cái quạt máy ha, rồi cái động cơ dùng ở trong cái máy giặt nè ha, rồi tủ lạnh ha, máy bơm, rất nhiều thiết bị ha, nó đều sử dụng động cơ không đồng bộ 1 pha, tại vì mình xài điện 1 pha đó. Thì các bạn là chưa tắt mic hơi ồn. Dành tiếng này, tiếng vô tắt mic nha. Thì cái về cấu tạo á, nói về cấu tạo thì nó hoàn toàn tương tự cái động cơ không đồng bộ 3 pha như thế. Về cấu tạo thì nó cũng stator và rotor. Thì stator thì nó cũng bằng thép kỹ thuật điện rồi ghép nhiều lá thép lại với nhau á. Ở giữa thì nó có cái sẻ rãnh để đặt dây quấn. Nhưng mà khác tí là dây quấn nó là dây quấn 1 pha. Đối với động cơ 1 pha thì dây quấn nó sẽ là dây quấn 1 pha. Cách thức quấn dây nó thì khác. Còn rotor thì nó hoàn toàn giống. Rotor nó là rotor lồng sắt. Nó cũng là đúc nguyên khối ha, từ giữa nó có các cái thanh dẫn bằng nhôm, hai đầu thì nó có các cái vòng nén mặt. Thì cái này nếu mình tháo cái động cơ ra mình sẽ thấy. Rồi thì về cấu tạo thì nó tương tự cái động cơ 3 pha, chỉ có các cái bộ dây quấn stator hơi khác đi. Cái cấu tạo nó tương tự ha, nó cũng có stator ha, rotor. Stator ha, có dây quấn nhưng mà dây quấn 1 pha. Rotor thì nó là rotor lồng sắt. Động cơ 1 pha thì nó dùng rotor lồng sắt hết nha mấy, không dùng rotor dây quấn. Rồi nó cũng có vỏ máy ha, không ạ. Thì cái dây quấn á, nó sẽ thường thường cái động cơ không đồng bộ 1 pha nó sẽ có dây quấn, nó sẽ gồm có 2 cuộn dây, thường nó sẽ gồm 2 cuộn dây, một cuộn gọi là cuộn dây chính và một cuộn gọi là cuộn dây phụ, chính và cuộn phụ. Thì 2 cuộn này nó cùng mắc vào nguồn điện 1 pha hết nha em, cấp nguồn chung ha, cấp chung vào nguồn điện 1 pha. 2 cuộn dây quấn nhưng mà cấp chung nguồn là nguồn điện 1 pha ha. Nó khác động cơ 3 pha là nó gồm có 3 cuộn dây và cấp nguồn 3 pha. 3 pha thì nó lật ra 120 độ ha. Còn này nó chung 1 pha, nối chung nguồn 1 pha. Tiếp theo mình nói về cái nguyên lý hoạt động. Nguyên hoạt động thì để giải thích cho nó đơn giản thì thầy sẽ chiếu một cái video giải thích cái nguyên lý của nó. Thì đây là cái video giới thiệu về cái nguyên lý của cái động cơ 1 pha. Rồi thì nói về cái cấu tạo á, thì nó gồm stator và rotor giống y hệt như như cái động cơ 3 pha thôi, có điều dây quấn nó sẽ hơi khác nè. Rồi thì cái dây quấn nó sẽ gồm có 2 cuộn, cuộn main là cuộn chạy và cuộn này là cuộn đề, cuộn gọi là cuộn phụ, dây phụ. Rồi ngoài ra nó sẽ có cái tụ điện để khởi động, tụ điện ha. Rồi thì lát nữa mình sẽ đi kỹ hơn về cái phần. Rồi đây là 2 cuộn dây này ha, cái cuộn mà màu đồng á là cuộn dây chính, cuộn dây chính này, còn cuộn màu vàng là cuộn dây phụ ha, cuộn màu cam là cuộn dây chính. Rồi thì nếu mình xét từ trường trên một cuộn dây, mình học hôm trước mình đã biết ha,
nếu chỉ có một cuộn dây một pha thì từ trường đó là gọi là từ trường đập mạch. Lưu ý cái từ trường đập mạch này nó chỉ theo một phương duy nhất ha. Từ trường đập mạch nó chỉ có theo một phương duy nhất thôi. Đó, cái từ trường đập mạch nó theo phương ngang này, dòng điện chạy trong cuộn dây nó sinh ra cái từ trường đập mạch. Thì lưu ý từ trường này nó chỉ có một phương duy nhất nên nó không có tạo ra được cái từ trường quay giống như động cơ ba pha, nhưng nó không tạo ra nhưng mà đối với từ trường này á, người ta có thể phân tách nó thành thành hai. Đây là cái vector từ trường đập mạch này, nó theo một phương duy nhất này. Nhưng mà từ trường này bản chất người ta phân tách đó là gồm có hai cái từ trường, nó gồm có hai từ trường, bên phải đây là hai cái từ trường ha. Cái từ trường tổng là cái từ trường đập mạch, nhưng mà phân tách nó thành hai cái từ trường. Đây là hình ảnh của hai cái từ trường đó. Đây là từ trường đập mạch thì nó phân tách thành hai cái từ trường quay như thế này. Hai từ trường quay này quay ngược chiều nhau ha. Hai từ trường quay này quay ngược chiều nhau. Nói thêm tưởng tượng ha, một cái từ trường đập mạch, từ trường đập mạch của một pha nó tương đương hai cái từ trường quay nhưng mà quay ngược chiều nhau. Thì khi hai từ trường quay ngược chiều nhau như vậy á thì moment tổng tác dụng lên cái rotor là bằng không. Có nghĩa là cái rotor nó sẽ không quay được. Rotor nó sẽ không quay được nha. Nếu nếu từ trường quay gồm có hai, nếu từ trường đập mạch á tác động lên rotor thì nó giống như hai cái từ trường quay ngược nhau á, nó cùng tác động, nó sẽ tạo nên hai lực F1, F2 này. Hai lực nó kéo rotor quay theo hai chiều khác nhau. Thì hai lực này cân bằng với nhau em ơi. Hai hai lực cân bằng. Do đó rotor sẽ không quay được mà nó bị rung lên như thế này. Khi cấp điện vô thì nó không quay mà nó rung ha. Nó lắc qua lắc lại tại một chỗ thôi. Thì muốn nó quay á thì mình phải làm cho cái lực hai F1, F2 này nó lệch nhau. Có nghĩa là một cái moment nào đó nó lớn hơn thì lúc đó nó sẽ kéo cái rotor quay theo chiều chiều của cái lực đó ha. Thì giả sử hai cái từ trường quay ngược chiều nhau này, nhưng mà mình tác động lực mình kéo cho rotor nó quay theo một chiều thì lúc này cái moment nó sẽ bị lệch về một phía ha. Thì moment lệch về một phía nó sẽ làm cho cái động cơ nó quay theo cái chiều đó ha. Rồi thì làm lệch nó như thế nào? Thì thường để làm lệch cái moment đó, làm lệch cái chiều quay thì người ta có thể dùng một cái tụ điện, người ta gắn vô trong cái cuộn dây dây phụ gắn thêm một cái cuộn dây phụ và có cái tụ điện nối với cuộn dây phụ thì nó sẽ tạo nên cái sự lệch này. Rồi. Thì thầy sẽ chiếu tiếp cái video tiếp theo. Nó giải thích khi gắn cái tụ điện vào và nó sẽ giúp tạo nên cái sự lập pha này ha. Rồi, đây là cái cuộn dây chính. Đây là cuộn dây chính ha. Thì cuộn dây chính nó sinh ra cái từ trường một pha là từ trường đập mạch. Nó chỉ chuyển động theo một phương phương ngang như thế này thôi ha. Cái từ trường là chuyển động theo phương ngang này. Chuyển động theo phương ngang như thế này. Rồi, bây giờ người ta gắn thêm một cuộn dây phụ vô ha. Cuộn dây phụ đây, đây là cuộn dây phụ này. Rồi cuộn dây phụ nó màu vàng nha, nó là màu vàng chính xác ha. Cuộn chính là cái cuộn màu màu đỏ, cuộn phụ là cuộn màu vàng. Cuộn phụ nó sẽ được gắn với một cái tụ điện, cái tụ màu đen này ha, tụ điện. Và hai cuộn dây này đặt lệch nhau 90 độ, cuộn chính và cuộn phụ đặt lệch nhau 90 độ ha. Đây cái hình ảnh cuộn chính và cuộn phụ nó lệch nhau 90 độ ha, vuông góc nhau, đặt vuông góc nhau. Thì cái từ trường sinh ra cuộn chính cuộn phụ đây, mấy em qua quan sát cái vector từ trường phía bên trái này ha. Thì cái từ trường màu vàng á, là của cuộn dây chính á, cuộn dây chính cuộn dây phụ còn từ trường màu hồng là cuộn dây chính, đây là cuộn dây chính á, hồng là cuộn dây chính, màu vàng là cuộn dây phụ. Thì hai từ trường này lệch nhau 90 độ đồng thời nó lệch pha nhau một cái đang max thì một cái min ha. Thì kết hợp hai cái từ trường đó nó tạo ra từ trường quay. Nè, cái từ trường mà màu vàng là của cuộn phụ, màu đỏ là của cuộn chính, màu xanh là từ trường tổng ha. Thì kết hợp hai cái từ trường đập mạch, một cái là của cuộn chính màu màu hồng ha, cái của cuộn phụ màu vàng. Hai cái từ trường này lệch pha nhau và vuông góc với nhau ha. Vừa cái biên độ ha, nó biến thiên lệch pha, đồng thời cái góc lệch pha nữa. Thì
thì nó sinh nó tạo thành một cái vector quay là từ tập tổng này ha, tập tổng là vector màu xanh ha. Thì đó là cái nguyên lý để tạo cái lực quay ở trong cái motor. Thì hai vấn đề nha em. Thứ nhất là từ trường đặt mạch có thể phân tách thành hai cái từ trường. Từ trường đặt mạch của một cuộn dây ấy, có thể phân tách thành hai từ trường. Và nó tạo thành lực từ kéo cái rotor quay theo hai hướng khác nhau. Hai lực này cân bằng nhau. Nên rotor nó sẽ không quay được, nó không tự quay được ha. Mình muốn rotor quay thì mình sẽ tác dụng một cái lực làm cho lệch cái moment này đi và nó sẽ giúp rotor quay được. Rồi thứ hai là cách thức tạo từ trường quay thông qua cái việc gắn thêm cuộn dây phụ và tụ điện vào. Thì nó giúp làm lệch pha cái từ trường ở trong hai cuộn dây ha, nó tạo nên cái từ trường quay. Rồi thì bây giờ đó là cái nguyên lý ha, nguyên lý hoạt động nguyên lý để người ta cho cái động cơ một pha nó quay ha, nó khác cái động cơ ba pha. Rồi thì tiếp theo thầy nói về cái phương pháp mở máy. Nãy là nói về cái nguyên lý rồi ha. Cái nguyên lý đó mình có thể đọc thêm ở trong cái giáo trình nữa. Thì giáo trình mình chưa, sau này mới mua giáo trình còn. Thì cái nguyên lý trong giáo trình đã giải thích có thể hơi phức tạp nhưng mà mình chỉ cần hiểu đơn giản vậy thôi ha, thông qua cái video vừa rồi. Còn nếu không hiểu thì lát nữa thầy nói lại. Rồi thì tiếp theo mình nói về cái phương pháp mở máy của cái động cơ. Thì giống như hồi nãy thầy đã nói rồi, cái tổng hợp cái lực từ mà tác dụng lên cái rotor đó ha, là do cái từ thông đặt mạch ở trên cuộn dây chính. Cái cuộn dây chính là cái cuộn động lực tạo nên lực quay nha các bạn. Cái cuộn mà nói chung là cái cuộn mình sinh ra năng lượng chính ra cái động cơ. Còn cái cuộn phụ nó chỉ hỗ trợ để nó tạo lực pha, nó tạo moment quay thôi. Thì cái ở đây thầy xét cái gọi là cái đặc tính cơ của cái động cơ. Đặc tính cơ ha. Thì đặc tính cơ này là đặc tính do cái từ thông của cuộn dây chính nó sinh ra cái moment ở trên cái rotor. Rồi thì cái M1, cái đường cong M1 này là cái đường cong đặc tính cơ ứng với cái phần mình phân tích cái từ trường ra làm hai phần đó. Giả sử M1 này là cái phần ứng với từ trường quay theo chiều thuận. Và để mình phân tích cái từ trường đập mạch của một pha nó thành hai từ trường quay ngược chiều nhau. Thì cái từ trường quay theo chiều thuận thì cái đường đặc tính cơ nó tác động lên cái rotor để nó tạo cái moment quay. Thì đặc tính cơ ứng với từ trường quay thuận ha, là M1 này, cái đường ở trên này. Còn cái đường đặc tính cơ mà do cái từ trường quay theo chiều ngược lại, chiều ngược chiều kim đồng hồ tác động lên rotor thì cái đường đặc tính cơ như này. Rồi hệ số trượt nó từ 0 cho tới 2, từ 0 tới 2 nha. Thì từ 0 tới 1 là ứng với đặc tính cơ cho cái trường hợp quay thuận ha, từ 1 tới 2 là ứng với trường hợp quay ngược. Rồi thì tổng hợp hai cái đường đặc tính cơ của hai cái từ trường quay á, từ trường quay do cái từ chiều quay thuận là M1 này với từ trường quay chiều ngược M2, thì tổng hợp hai đường đặc tính cơ này nó ra cái đường đặc tính cơ là đường ở giữa đây, đường M này. Đây là đường đặc tính cơ do cái từ trường đập mạch ở trên cuộn dây chính tác động ha. Đường đặc tính cơ này là tính cơ đặc trưng cho cái từ trường đập mạch trên cuộn dây chính. Thì mấy anh thấy tại điểm khởi động, tại điểm khởi động có nghĩa là lúc động cơ đang đứng yên á, là hệ số trượt S1 này. Khi mình bật điện cho động cơ thì hệ số trượt S1 moment lúc này, moment của cái chiều quay thuận và chiều quay nghịch nó đang cân bằng nhau ở vị trí là bằng 0. Moment đang ở vị trí này ha. Hệ số trượt chỗ này bằng 1 là đang chỗ lúc khởi động ha. Thì moment lúc này đang cân bằng giữa chiều thuận và chiều nghịch đang ở vị trí này 0. Thì bây giờ mà mấy em muốn động cơ quay á, thì một là mấy em kéo cho moment đó nó theo chiều dương, kéo nó lên ha. Chỉ cần có một lực tác động nhẹ kéo nó lên thì lúc này động cơ sẽ dần dần tăng tốc lên ha, và moment dần dần nó sẽ về cái điểm làm việc định mức vào chỗ này ha. Thì đó là chạy theo chiều ngược. Còn mấy em muốn nó chạy theo chiều ngược thì em tác động cái chiều ngược lại thì cái tốc độ động cơ sẽ dần dần tăng lên theo cái đường đặc tính cơ như thế này. Rồi. Thì để khởi động động cơ thì mình phải có một cái lực ban đầu tác động để kéo cho cái rotor nó quay theo một trong hai cái từ trường quay. Ban đầu ở giữa hai cái từ trường đang cân bằng nhau, moment bằng không.
nhưng chỉ cần em kéo một lực nhẹ thôi để cái rotor nó quay được ha, thì nó sẽ chạy theo cái đường đặc tuyến tính cơ của cái đường tổng hợp này ha, cái đường tổng hợp là đường này này. Thì chỉ cần kéo theo chiều thuận một cái thì động cơ nó quay theo chiều thuận, thì moment theo chiều thuận nó sẽ tăng lên dần, moment sẽ tăng theo chiều thuận lên theo theo chiều thuận ha. Còn chiều nghịch nó moment nó sẽ giảm đi, giảm đi ha, thì cái tổng moment tác động lên cái rotor nó sẽ theo cái phía chạy thuận. Thì đây là thầy giải thích trên cái đồ thị dựa trên cái đặc tính cơ ha. Còn lúc nãy là giải thích dựa trên cái từ trường, hai cách giải thích đều kéo tới cái kết quả là gì? Bình thường nếu không tác động gì hết thì từ trường đập mạch ở trên cuộn dây một phá nó sẽ cân bằng lực, cân bằng nó sẽ không làm rotor không quay được ha, rotor sẽ đứng yên một chỗ. Nhưng mà mình chỉ cần tác dụng một lực ha theo một chiều nào đó thì nó sẽ kéo cái rotor quay theo cái từ trường theo hướng đó ha. Đơn giản vậy thôi. Mấy em tưởng tượng như có một cái bập bênh ha, cái bập bênh. Thì nếu hai bên cân bằng nhau thì cái bập bênh nó nằm ngang ha, nhưng chỉ cần em tác động một lực lên một phía ha, thì trọng lượng cái lực nó sẽ làm cái bập bênh nghiêng qua một bên. Rồi khi mà bên nghiêng qua bên thì cái em tưởng tượng cái khối nặng ở đầu bên kia nó cũng trượt trượt về phía phía gần cái trục ha, thì nó sẽ kéo cái bập bênh nghiêng hẳn qua một bên luôn, rời khỏi điểm cân bằng, kéo cái bập bênh rời khỏi điểm cân bằng, thì cái động cơ một pha nó cũng vậy ha. Từ trường một pha thì nó là từ trường đập mạch, nó cân bằng hai chiều ha, nhưng mà chỉ cần mình kéo nó lệch qua một bên thì nó sẽ quay theo một chiều nhất định. Rồi vậy thì để khởi động cái động cơ một pha ha, thì mình phải có một số cái phương pháp mở máy. Thì cái phương pháp thứ nhất người ta gọi là dùng cuộn dây phụ, thì cái sơ đồ nó nằm ở phía bên phải đây ha. Rồi NC là cuộn dây chính, cuộn này là cuộn dây chính nha em, dòng điện chính IC chạy trong cuộn dây chính. Cuộn dây chính đặc trưng của nó là tiết diện dây nó lớn ha, dòng điện trong cuộn dây chính nó lớn. Cuộn dây phụ đặc trưng đó là thường nó sẽ dùng dây tiết diện nhỏ hơn, dòng điện trong này sẽ nhỏ. Thì cuộn dây phụ thường người ta sẽ gắn thêm cái điện trở phụ, hoặc là nó dùng dây quấn tiết diện nhỏ để điện trở cái cuộn này lớn hơn. Lưu ý cuộn chính điện trở nhỏ ha, cuộn phụ điện trở lớn. Thì điện trở nhỏ thì dòng trong cuộn chính nó sẽ lớn hơn, còn dòng trong cuộn phụ nó sẽ nhỏ. Rồi thì hai cuộn dây chính và phụ này đặt lệch nhau 90 độ, lệch nhau 90 độ, cái hình em nhìn thấy ha, hai cái đặt lệch nhau 90 độ. Cuộn phụ thì nó sẽ được nối qua một cái công tắc, cái công tắc này gọi là công tắc ly tâm. Khi mà động cơ quay đạt đủ tốc độ thì công tắc ly tâm này nó sẽ nhắc ra ha. Rồi hai cuộn đặt lệch nhau 90 độ ha, một cuộn điện trở nhỏ, cuộn này điện trở nhỏ ha, LC là cuộn chính điện trở rất nhỏ, dây tiết diện lớn, NB là cuộn phụ điện trở nó lớn hơn, và dây tiết diện nó dùng dây quấn tiết diện nhỏ, đồng thời là có thể gắn thêm điện trở phụ vô. Thì lúc mở máy khi mà mấy em cấp điện vô thì do cái mạch này gồm có R và L, R này nhỏ ha, L lớn, còn cái mạch bên này cũng có điện trở R và điện cảm L, nhưng mà bên này R nó lớn hơn, R bên cuộn này lớn hơn, điện cảm thì nó lại nhỏ. Thì lúc này giữa hai cuộn này dòng điện IC và IB á, dòng điện chính và dòng điện phụ trên hai cuộn nó sẽ lệch pha nhau, cùng một dòng điện, cùng dòng điện một pha từ bên ngoài đi vô nhưng mà chạy qua hai cuộn dây thì nó sẽ bị lệch pha nhau, IC và IB lệch pha nhau ha. Đây cái sơ đồ vector đây ha, IC là dòng cuộn chính này, IB là dòng cuộn phụ ha, hai dòng này bị lệch pha nhau do điện trở kháng của hai nhánh nó khác nhau ha, trở kháng điện trở và cảm kháng nó khác nhau thì nó lệch pha nhau thôi. Thì khi nó lệch pha thì cái góc lệch này thường nó nhỏ hơn 30 độ, góc lệch này nó không có lớn đâu, chỉ còn 30 độ thôi, trở xuống dưới 30 độ thôi. Thì khi lệch pha như vậy thì khi hai dòng điện y chính và y phụ lệch pha thì giống như cái trường hợp nãy thầy chiếu ở trong video, thì khi dòng điện lệch pha hai cuộn dây này đặt lệch nhau nữa thì nó sẽ tạo nên cái từ trường quay. Giống như ở cái trường hợp này đây, hai cái từ trường của hai cuộn chính và cuộn phụ nó lệch pha nhau. Ở đây nó vẽ là lệch 90 độ tại vì gắn cái tụ điện ha, còn nếu không có tụ điện á, dùng điện cái bản chất cuộn dây, hai cuộn dây điện trở nó lệch nhau thì cái góc lệch
pha giữa hai cái vector, hai vector chính và phụ nó sẽ nhỏ hơn ha. Góc lệch nhỏ thì cái moment trong cái động cơ nó sẽ không có được đều bằng cái trường hợp góc 90 độ. Rồi, thì nói chung nó chỉ cần tạo sự lệch pha thôi giữa giữa hai cụm IB và IC, hai dòng điện chính và phụ, hai cụm dây nó lệch pha nhau, lệch góc khoảng dưới 30 độ. Thì khi nó lệch như vậy thì nó sẽ tạo ra cái dây chuyền quay và nó tạo cái moment nó kéo cái rotor quay theo. Thì đó là cái nguyên lý để mở máy dùng cuộn dây phụ. Cuộn dây phụ này không có gắn tụ điện nha mày, mà có thể gắn một cái điện trở, thêm một cái điện trở ha, hoặc là không cần gắn cũng được. Nếu cái cuộn cuộn dây phụ này điện trở nội của nó lớn, cuộn dây mà nếu mình quấn bằng cái dây nó có tiếp diện nhỏ thì điện trở nó sẽ lớn lên. Thì hai cuộn dây nó khác điện trở nhau, dòng điện vô đó nó sẽ lệch pha nhau, tại vì nó vừa có điện kháng vừa có điện trở mà. Điện trở khác nhau, điện kháng khác nhau thì chắc chắn dòng điện trên hai pha nó sẽ lệch pha nhau, dòng điện trên hai cuộn dây nó lệch pha. Cùng một nguồn cấp nhưng mà do điện trở kháng hai nhánh khác nhau thì dòng điện hai nhánh nó sẽ lệch pha nhau ha. Khi lệch pha thì nó tạo ra từ trường quay, được nha, tạo từ trường quay. Cái nguyên lý hồi nãy ở cái video thì có nói thì cái từ trường quay sẽ kéo cái rotor quay ha. Khi mà tốc độ động cơ nó đạt được từ 70 tới 75% tốc độ định mức á, tốc độ đồng bộ á, thì lúc này các cái cuộn dây phụ này ra, cái khóa K này, cái công tắc ly tâm nó sẽ ngắt, nó mở ra thì cuộn phụ mất điện, lúc này chỉ còn một mình cuộn chính nó chạy thôi. Cuộn chính nó sẽ chạy theo đúng cái chiều mà ban đầu nó đã khởi động ha, tại vì chỉ cần ban đầu mình tạo một cái moment lệch cái trục nó quay đi, lệch đi cái là lúc này cái động cơ nó sẽ quay theo cái chiều của cái từ từ trường mà một trong hai cái từ trường mà ngược nhau á, từ trường lập mạch tách làm hai, thì bây giờ động cơ đã quay theo một chiều rồi thì nó cứ tiếp tục theo cái chiều của cái từ trường đó, của từ trường mà chị Thuận chẳng hạn. Thôi cách thì động cơ tiếp tục làm việc với cuộn dây chính. Đây. Thì cái đường đặc tính cơ nó như này, ban đầu gồm có hai cuộn dây thì nó sẽ tạo cái moment mở máy ha, và nó kéo cái động cơ chạy theo hướng. Nếu không có cuộn phụ nha mày, nếu không có cuộn phụ thì cái điểm xuất phát điểm nó nằm ngay chỗ này nè, cái điểm ngay chỗ con trục là dây nè. Nếu không có cuộn dây phụ thì xuất phát cái điểm xuất phát mà khi khởi động nó nằm ngay chỗ đây, mà nằm ngay chỗ đây là không có moment á, thì cái rotor đứng yên tại chỗ, bật điện lên nó vẫn đứng yên, nó không quay được ha. Nhưng mà nhờ cái cuộn phụ, nhờ cuộn phụ thì cái điểm moment khởi động nó nằm ở đây, moment khởi động này. Thì lúc này có moment thì đang dần cái tốc độ động cơ nó tăng lên, hệ số trường nó sẽ giảm xuống ha. Tốc độ đẹp tăng lên, hệ số trường giảm xuống và dần dần thì moment nó càng lúc càng tăng lên. Rồi khi nó đạt được tới cái mức tốc độ gần 70, 75 tốc độ định mức thì lúc này mình cắt cái cuộn phụ đi. Các cuộn phụ đi thì cái đặc tính nó nhảy về cái đường ở dưới. Lúc này thì nó đã nằm ở điểm này thì nó đã có moment sẵn rồi. Moment sẵn nó sẽ tiếp tục kéo cho cái động cơ về cái điểm làm việc định mức. Thì đó là cái nguyên lý để khởi động cái động cơ một pha sử dụng cuộn dây phụ. Rồi, tương tự đối với cái loại động cơ một pha người ta còn để khởi động tốt hơn á, đặc tính nó tốt hơn thì người ta dùng thêm cái tụ điện. Cái trường hợp hồi nãy là mình không có tụ điện ha, nó chỉ dựa vào cái điện trở và sự khác nhau giữa điện trở hai cuộn dây thì nó tạo cái độ lệch pha. Còn mình muốn mà tăng cái độ lệch pha lên để tăng cái moment lên ha, độ lệch pha tăng ha, nó tăng cái moment và cái moment nó đều thì người ta sẽ dùng thêm cái tụ điện gắn lên, gắn vào cuộn dây phụ. Thì khi gắn cái tụ điện vào cuộn dây phụ á, hai cuộn dây vẫn đặt lệch nhau 90 độ ha, gắn cái tụ điện vào cuộn dây phụ và mình chọn cái giá trị tụ phù hợp thì lúc này góc lệch pha giữa cuộn chính và cuộn phụ nó là khoảng 90 độ, nó sẽ lệch nhau 90 độ giữa cuộn chính và cuộn phụ, dòng điện nó sẽ lệch nhau 90 độ nếu mình điều chỉnh cái tụ phù hợp. Rồi, thì cái loại động cơ dùng tụ nó sẽ có hai loại một loại là gọi là tụ tụ đề. Tụ đề là loại tụ nó chỉ hoạt động lúc cái động cơ nó khởi động thôi, khởi động xong thì nó sẽ ngắt cái tụ. Loại thứ hai gọi là tụ ngầm hay còn gọi là tụ thường trực. Tụ thường trực là cái tụ nó sẽ làm việc liên tục cùng với cái động cơ luôn ha.
có nghĩa là cụm dây phụ nó cũng có điện suốt quá trình hoạt động. Rồi thì mình sẽ đi vào lần lượt từng loại. Thì cái loại thứ nhất này gọi là loại tụ đề. Thì loại tụ đề nó sẽ có cái khóa K ha. Khóa K này là công tắc ly tâm. À, khi mà cái tốc độ rotor nó quay đủ rồi, đủ nhanh thì cái khóa K này nó sẽ nhả ra, nó mở ra ha. Và ngắt điện cái tụ, ngắt điện cái cụm dây phụ luôn. Nên nhìn cái sơ đồ này phải nhớ cái sơ đồ này nha. Rồi. Thì cụm dây chính ha, lúc khi mà cái động cơ hoạt động đạt tốc độ rồi thì ngắt cái tụ ra thì cụm dây chính nó tiếp tục làm việc. À. Thì lưu ý cái quá trình khởi động nó tương tự như hồi nãy thầy nói ha. Có nghĩa là ban đầu ha, có tụ thì nó lệch pha, nó tạo cái từ trường quay. Cái từ trường quay nó kéo rotor quay ha. Khi nó có rotor, có cái lực quay ban đầu rồi thì ngắt cái tụ đi. Lúc này cái động cơ nó tự nó quay theo cái chiều của cái moment mà mình đã định hướng cho nó. Rồi thứ hai là cái loại dùng tụ gọi là tụ thường trực. Tụ thường trực thì cái chỗ này nó không có khóa K ha. Gắn lúc này gắn cố định luôn thì lúc này cái động cơ nó sẽ gồm có hai cụm dây cùng chạy một lúc. Cụm chính nó sẽ tạo cái từ trường chính, cụm phụ nó vẫn tạo một cái từ trường phụ. Kết hợp hai cái từ trường này nó tạo nên từ trường quay. Lúc nào cũng tồn tại từ trường quay theo một chiều duy nhất ở trong cái máy. Rồi thì cái loại này á, cái nó có đặc tính cơ nó tốt hơn so với cái loại mà không có tụ ngập. Cái loại mà trước, cái loại mà dùng cái tụ này á, thì khi mà tốc độ ổn định nó ngắt cái tụ ra thì cái một mình cuộn chính nó chạy không á thì cái đặc tính cơ nó không có tốt bằng so với có thêm cái cuộn phụ mà chạy á. Đây cái đường đặc tính cơ này. Cái đường đặc tính cơ khi mà có hai cuộn á là cái đường đây nè. Vừa có cuộn chính vừa có cuộn phụ, cái đường đặc tính cơ nó như này. Còn nếu chỉ có một cuộn chính không thì đường đặc tính cơ như này. Thì mình thấy là cái moment của cái đường đặc tính cơ ứng với cái có cái cuộn một cuộn không thì nó cái moment nó thấp hơn ha. Nhưng mà nó sẽ tiết kiệm năng lượng hơn. Nếu mình chạy hai cuộn cùng lúc thì tổn hao tiêu tốn năng lượng trên hai cuộn sẽ lớn hơn. Ngoài ra thì nó có thêm cái tụ nữa, tổn hao trên tụ. Thì đó là nói về cái động cơ dùng tụ điện khởi động. Một loại nữa là cái động cơ tụ điện nó có thể kết hợp cả hai hai loại luôn, vừa có tụ khởi động, vừa có tụ ngậm, tụ thường trực. Thì thường á cái tụ khởi động thì cái dung lượng nó lớn, còn cái tụ ngậm, cái tụ mà thường trực thì nó dùng cái tụ dung lượng nhỏ thôi. À, khi vận hành thì khởi động thì có hai tụ cùng chạy, nhưng mà khi đạt tốc độ ổn định rồi thì nó ngắt cái tụ khởi động ra, cái tụ khởi động nó sẽ ngắt ra, còn lại một cái tụ ngậm thôi, tụ đề thôi. Cái tụ gọi là tụ thường trực, còn tụ đề nó sẽ ngắt ra. Cái tụ thường trực thì cái dung lượng tụ nó rất là nhỏ ha. Rồi, một loại nữa để khởi động, phương pháp nữa để khởi động cái động cơ một pha, nó là dùng gọi là vòng ngắn mạch. Thì đây là cái hình của cái stator của cái động cơ, stator rotor giữa đây ha, stator đây. Thì cái stator của cái động cơ mà dùng vòng ngắn mạch cái stator nó sẽ bị chia làm hai, cái cực từ của stator nó sẽ bị chia làm hai phần. Một phần nó xẻ nhỏ nha, ở trên ở dưới đều có ha, nó xẻ một phần chia cái rotor ra, chia cái stator ra, cái cực từ của stator. Cái này là gọi là cái cực từ đó mấy em. Từ trường nó sẽ đi từ cực từ này xuyên qua rotor này, mấy em thấy từ trường không? Từ stator, stator là phần đứng yên ngoài nha. Nó sẽ xuyên qua cái khe hở không khí và nó xuyên qua rotor. Thì cái phần mà đưa từ trường đi xuyên qua rotor nó gọi là cái cực từ. Cực từ ha. Thì trên cực từ này nó sẽ chia cái cực từ ra làm hai phần. Một phần nhỏ khoảng chiếm 1/3 cực từ. Nó sẽ được một cái vòng bình đồng. Cái vòng màu nâu nâu, cái chỗ màu đen đen này là gọi là cái vòng ngắn mạch, nó làm bình đồng. Một cái vòng như cái nhẫn vậy, mấy em tưởng tượng như cái nhẫn nha. Nó đeo vào trong cái cực từ chỗ này. Cái phần cực từ bên này sẽ đeo được một cái vòng ngắn mạch vô. Còn bên này nó sẽ không có cái vòng ngắn mạch, bên này là cái cực từ tự do. Một bên sẽ đeo một cái vòng bình đồng, bên là không có. Thì mấy em tưởng tượng khi từ thông nó xuyên từ stator qua rotor thì
À, bên phía mà không có cái vòng nghiễm mạch á, thì từ thông nó đi thẳng một lèo ha, đi thẳng qua bên này. Còn riêng cái phần từ thông mà chạy trong qua cái chỗ vòng nghiễm mạch này, thì khi từ thông nó xuyên qua vòng nghiễm mạch, nó sẽ sinh ra một dòng điện cảm ứng chạy trên vòng nghiễm mạch này, đúng không em? Cái vòng nghiễm mạch này em tưởng tượng nó giống như một cái cuộn dây vậy á, nó chính là một cái cuộn dây á, cái điều nó có một vòng thôi. À, thì làm bằng đồng á, dẫn điện rất là tốt, thì từ thông xuyên qua nó sẽ sinh ra dòng điện cảm ứng chạy trong cái vòng này, chạy trong cái vòng nghiễm mạch này, cái vòng bằng đồng. Thì khi dòng điện chạy trong dòng điện cảm ứng mà chạy trong đó, nó sẽ sinh ra một cái từ thông phi n, gọi là từ thông của vòng nghiễm mạch đó. À, dòng điện cảm ứng chạy trong vòng nghiễm mạch thì gọi là in, là dòng điện nghiễm mạch chạy trong cái vòng đó. Thì phi n là từ thông sinh ra ra cái dòng điện trong vòng nghiễm mạch. Thì cái từ thông phi n này nó sẽ ngược chiều lại, ngược chiều lại so với cái từ thông mà phi 2' là từ thông chạy xuyên qua cái bên trong từ thông của cực từ á, đi qua vòng nghiễm mạch. Phi n là từ thông của cái vòng nghiễm mạch sinh ra chống lại cái từ thông phi phi phẩy này. À, thì lúc này cái tổng từ thông ở trong vòng nghiễm mạch nó sẽ là vừa phi n vừa phi phi phẩy phi 2' ha. Thì do cái vòng nghiễm mạch nó có từ thông nó chống lại cái từ thông phi 2' này, thì cái tổng từ thông nó gọi là phi sigma. Phi sigma này nó sẽ bị lệch pha so với cái từ thông phi phẩy ở trong cái cực từ mà không có vòng nghiễm mạch. Được không? À, cái từ thông mà đi qua chỗ cái vòng nghiễm mạch này gọi là phi sigma, nó là tổng của cái từ thông phi phi 2', là từ thông của cực từ đi, từ thông chính của cực từ ha. Và phi n là từ thông do cái vòng nghiễm mạch nó sinh ra. Hai từ thông này nó tổng hợp lại gọi là từ thông phi sigma. À, thì nó sẽ bị lệch pha so với từ thông gốc ban đầu là từ thông đi qua cái phần không có vòng nghiễm mạch ha, từ thông phi phẩy. Thì sự lệch pha giữa hai từ thông, em nhìn hình vẽ nó có hai cái đường từ thông khác nhau ha. Cái đường mà từ thông chính qua cái chỗ không có vòng nghiễm mạch đi đây, từ thông qua cái chỗ vòng nghiễm mạch nó bị lệch pha đi. Thì đây, thì hai cái từ thông lệch pha nhau nó sẽ tạo nên một cái moment quay, giống y hệt như cuộn chính cuộn phụ nha. Thì hai cái từ trường của cực từ qua phần vòng nghiễm mạch và qua chỗ không có vòng nghiễm mạch, hai từ trường này nó cũng lệch pha nhau, giống như từ trường do hai cuộn dây khác nhau tạo ra. Thì do lệch pha thì nó tạo nên cái moment quay á, tạo nên cái từ trường quay giống y hệt như cái trường hợp có tụ điện, nhưng ở đây nó không dùng tụ mà nó dùng cái vòng nghiễm mạch. Thì cái loại dùng vòng nghiễm mạch này á, cái đặc trưng của nó là cái thứ nhất là cái ưu điểm của nó thì nó không phải tốn một cái tụ á. Đối với cái động cơ dùng tụ khởi động là dùng tụ nằm á, thì mình phải tốn tốn chi phí cho cái tụ á, rồi tụ nó có thể dễ bị hư. À, quá trình vận hành thì tụ nó bị hư, nó bị gọi là bị rò ha, mình phải thay thế tụ qua. Còn cái loại dùng vòng nghiễm mạch thì cái vòng bằng đồng nó thì không hư được á, không sợ hư rồi. Nhưng mà cái đặc trưng thì cái loại mà dùng vòng nghiễm mạch đó thì cái moment nó, cái tính cơ nó không có tốt. Và cái loại dùng vòng nghiễm mạch thì cái thường nó dùng cho động cơ công suất nhỏ thôi. Cái loại dùng vòng nghiễm mạch thì nó dùng cho động cơ công suất nhỏ thôi anh em. Rồi, thì đó là cái nội dung nói về cái phương pháp khởi động cái động cơ một pha. Tiếp theo thì qua một phần nữa, đó là sử dụng động cơ ba pha làm việc ở trong lưới điện một pha. Thì trong thực tế thì nếu mà mình có một cái động cơ ba pha nhưng mà ở nhà không có điện ba pha để xài á, mà mình muốn lấy cái động cơ ra mà chạy sử dụng, thì mình vẫn có thể sử dụng được. Động cơ ba pha vẫn có thể sử dụng được ở trong lưới điện một pha ha. Mình sẽ thay đổi cách đấu đấu nối cho nó. Thì cái động cơ mà ba pha mà chạy bằng điện một pha thì chắc chắn công suất nó sẽ không có bằng động cơ lúc nguyên gốc chạy ba pha được, không thể bằng được. Nhưng mà xài đỡ, nói chung có thì xài đỡ. Thì thường thì mình chỉ dùng đối với cái động cơ công suất nhỏ thôi. Nếu mà động cơ ba pha mà công suất lớn mà gắn vô lưới một pha thì nó sẽ chạy không nổi ha, tại vì cái lưới một pha cái khả năng đáp ứng công suất nó không có cao. Dòng điện cho phép trên các cái đường dây nó cũng không có lớn, lưới một pha không có dùng để tải công suất lớn ha. Nếu mình dùng công suất động cơ lớn quá thì dùng lưới một pha sẽ không có chạy nổi. Rồi, thì thường dưới 2 kW thì mình có thể cho nó chạy trong lưới một pha được. Và mình có thể đạt được công suất tối đa là 80% công suất điện mất.
tối đa nha. Thông thường thì khoảng được 50%, 30% là cùng. Thì nguyên tắc muốn chạy 3 pha mà muốn cắm vào một pha chạy á, thì mới phải đảm bảo một số nguyên tắc sau. Thứ nhất là về điện áp định mức trên cuộn dây. Bình thường á, cái động cơ 3 pha đấu hình sao, điện áp 380V, điện áp dây 380 ha. Thì cái cuộn dây, mỗi cuộn dây á, định mức của nó là 220, điện áp định mức mỗi cuộn dây là 220 nha. Rồi. Thì mình phải đảm bảo là khi mình cấp nguồn cho nó chạy á, thì phải đảm bảo là điện áp định mức trên cuộn dây không đổi. Có nghĩa là phải đảm bảo cuộn dây nó vẫn là phát được điện áp 220 lên cuộn dây. Rồi thứ hai là phải đặt một trong hai cuộn dây thành cái cuộn làm việc, và cuộn còn lại thành cuộn khởi động. Có nghĩa là phải có cuộn làm việc, cuộn chạy, cuộn chính á, và một cuộn gọi là cuộn phụ ha, cuộn đề. Giống như máy động cơ một pha vậy, muốn chạy trong điện một pha thì mình phải có cuộn chính và cuộn phụ, hay còn gọi là cuộn chạy và cuộn đề. Rồi. Cái tụ điện phải chọn cho nó phù hợp để cái góc lệch pha nó sẽ được là 90 độ thì nó mới đạt được cái moment tốt á. Còn nếu mà góc lệch không đạt 90 độ thì cái đặc tính cơ nó sẽ không tốt. Rồi, thì mình sẽ có bốn cái kiểu đấu, bốn kiểu đấu. Bốn kiểu đấu cái động cơ ba pha để chạy trong lưới một pha. Có bốn cái sơ đồ như này. Cái sơ đồ thứ nhất là mình sẽ đấu các cuộn dây hình hình tam giác, có tam giác ba cuộn dây lại thì điện áp U220 mình sẽ cấp vô chỗ này, cấp chỗ này 220 thì lúc này điện áp trên điện một pha mình là 220V ha. Thì điện áp lúc này trên các cuộn cuộn ZC là U này bằng 220 cuộn này là cuộn chính ha, cuộn chạy ha. Rồi cuộn này thành cuộn D, cuộn cuộn này và cuộn này thành cuộn D nhé em, hai cuộn AB với lại cuộn BI, cuộn đầu AX này, AX và BI là thành cuộn D. Đây tụ điện D đây ha, tụ này là tụ hai tụ nha, một cái tụ khởi động và một cái tụ nằm, cho nên là tụ nằm ha, CKD là tụ khởi động. Thì giống như cái máy một pha thôi. Bây giờ nó sẽ có một cuộn dây chính, đây ZC là cuộn chính ha, CZ này. Cấp điện 220 không có qua tụ. Còn cái cuộn AX và cuộn BI nó sẽ được cấp thông qua cái tụ điện ha. Đây cái đầu đây cấp điện vô. Thì một đầu nó sẽ nhận từ tụ điện ha. Một đầu nó nhận từ lưới, một đầu nó nhận từ tụ điện. Rồi thì lúc này nó sẽ vận hành được với điện áp 220. Hình số 2 này thì mình sẽ cũng cấp 220 đây, nhưng mà đồng cái lưới cái này đấu hình sao á, này đấu hình sao. Rồi thì chỗ này nếu cấp 220 thì nó sẽ không đạt yêu cầu nha em. Nếu chỗ này mà em cấp U bằng 220 thì cái điện áp trên cuộn dây này nó sẽ không đủ 220V. Thì chạy nó sẽ khả năng cháy động cơ ha, do cái dòng nó lớn, moment nó không đủ, nó sẽ làm cái động cơ nó quay không nổi ha. Cái trường hợp này không dùng đối với lưới 220. Cái này thì chỗ này mình phải cấp 380V vô. Điện áp pha nhưng mà 3.8 thì mới chạy được. Nó từ từ nó xong. Rồi, tiếp cái hình số 3. Hình số 3 này thì chỗ này có thể cấp 220 được này. Cấp 220 thì điện áp trên cuộn AX là đủ 220 ha. Còn cái cuộn D thì mới đầu D thôi thì mình cũng không có cần phải quan trọng. D thì mình chỉ cần cấp qua cái tụ ha, đổ vô thì nó tạo cái moment ban đầu, sau đó nó mình cắt nó không có sợ cháy ha, trong thời gian ngắn. Với lại cái cuộn này không phải cuộn chạy chính, cuộn chạy chính là cuộn này á, cấp 220 vô này đủ điện áp cho nó chạy. Rồi, chỗ này chỗ này thì mình bắt buộc phải cấp cuộn chính, cuộn chính là cái cuộn này nè, hai cuộn này nối thì không cấp 220 được ha. Thì mình coi ví dụ chỗ này. Ví dụ ha, mình bốn cái trường hợp như nãy thôi. Ví dụ nếu động cơ 3 pha 220 380, có nghĩa là đấu tam giác thì 220 đấu sao 380. Thông thường động cơ mình là như vậy ha. Thì cái ứng với một cái cuộn dây này nó sẽ chịu được điện áp là 220V. Đấu tam giác này điện áp trên cuộn dây là 220 ha. Đấu hình sao thì cấp 380 vô nhưng mà điện áp trên cuộn dây cũng là 220. Điện áp dây là điện áp pha ha. Rồi. Thì nếu mà trường hợp 1 với 3 thì mình cấp điện 220 vô động cơ sẽ chạy bình thường. Điện áp cấp 220 thì điện áp trên cuộn dây đúng 220 ha. Và lúc này chỉ có một cuộn chính nó chạy thôi, hai cuộn này đề xong rồi ngắt ra ha.
thì cái động cơ 3 pha mà bây giờ chỉ còn một pha chạy thì công suất nó chỉ đạt khoảng 30%, công suất nó chỉ đạt khoảng 30%. Tương tự trường hợp hình ba cũng vậy. Đề lúc ban đầu đây ha, hai cụ nhảy nối tiếp đề ha. Rồi, cấp điện vô, điện 220 vô đây. Thì khi chạy xong ghép cái này ra thì còn một cuộn này chạy thì công suất nó chỉ đạt 30%. Rồi, tương tự nếu dùng nguồn 380. Nguồn 380 thì mình sẽ dùng hai ứng với hai cái hình là hình 2 và hình 4. Đấu hai cách hình 2 và hình 4 ha. Đấu với hình 2 thì mình cấp 380 đây thì hai này gần như coi như là nối làm sao á. Thực ra thì nó thì chia điện áp thôi. Cấp 380 đây thì mỗi cái nó được khoảng tầm 190V, coi như gần điện áp định mức của nó, 190 là cũng được. Và tương tự cái này cũng vậy. Vô thì lúc đầu khởi động ha, thì cái đoạn này sau đó nó ngắt đi, còn cái đoạn này tiếp tục nó sẽ hoạt động. Thì khi cấp 380 vô thì hai cuộn chạy được ha, hai cuộn chạy được thì nó đạt được khoảng 60% công suất, có khi lớn hơn. Nếu nếu mình cho luôn cái cuộn thứ ba chạy chưa cuộn D chạy tụ thương cho á ha, thì nó có thể đạt được 80% công suất, 80%. Thì đó là cái cách thức để vận hành cái động cơ ba pha ở trong cái lưới điện một pha. Rồi, thì một số nội dung ngày hôm nay để mình kết thúc luôn cái chương về máy điện không một. Thì nếu bạn nào có thắc mắc gì thì có thể đặt câu hỏi ngay bây giờ, hoặc là có thể đặt câu hỏi ở trên cái bài post ở trên Classroom. Rồi, cái video thì thầy sẽ upload lại lên trên cái Classroom. Bạn nào mà theo dõi không kịp và bị mất kết nối giữa chừng hay là gì không hiểu gì thì mình coi lại ha, cố gắng coi lại video để có thể nắm lại. Bạn em có thắc mắc gì thì có thể đặt câu hỏi nha. Bạn có thắc mắc gì thì không thắc mắc gì thì bị nhanh vậy. Cố gắng coi lại video một lần nữa để nó nắm cái bài. Thì cái phần ngày mai thì chắc mình sẽ qua cái phần máy điện một chiều ha. Thì sẽ soạn một số cái bài tập về phần máy điện không đồng bộ trong thời gian 2 tuần mình không có học lý thuyết đó. Thì cố gắng em có thời gian nào rảnh thì em làm. À, có một cái vấn đề nữa, theo thầy coi cái lịch đó, thì mấy em sẽ thi học kỳ nó khá là xa so với cái thời điểm mình kết thúc cái phần lý thuyết thôi. Có nghĩa là mấy em học xong lý thuyết môn máy điện, sau đó mấy em còn học rất nhiều các cái lớp thực hành rồi mới thi. Có thể là sau 2 tháng sau thì mình mới thi thi á, học xong lý thuyết 2 tháng sau mới thi thì có thể là không biết là kiến thức nó còn tồn tại được bao nhiêu trong đầu ha. Thì nếu mà mình không có học kỹ, không có ôn luyện kỹ thì có khả năng là kết quả thi nó sẽ không được tốt ha. Cố gắng. Thực hành thầy dạy luôn hả thầy? À học môn thực hành máy điện lớp mình không có dạy ha. Là thầy nhắc mấy em là cái môn lý thuyết này á, nếu mà thi cái lịch thi nó quá xa so với cái thời điểm mà mấy em kết thúc môn học á. Em học xong lý thuyết thì tới hình như 2 tháng sau mới thi được ha, thì có thể tới lúc thi quên hết rồi ha.
thì làm sao phải có cái biện pháp ôn luyện, chứ không là tới trường thi là quên sạch đó nha, quên rồi thi không được, công học lại nha. Mùa hè học một lần là đủ ngắn rồi, rồi nếu mà mấy em không có thắc mắc gì thì mình có thể thấy nha, thầy điểm danh xong rồi. Thầy ơi, học thực hành là cũng chia ca giống như là mấy môn khác gì hả thầy? Ừ thì tuần hình như là qua tuần sau là mấy em học thực hành môn thực hành máy điện á, coi theo dõi cái lịch học hay là hỏi còn là nhờ lớp trưởng lên lên trường coi thử. Theo thầy thấy trên lịch là tuần sau là mấy em học thực tập máy điện một. Thầy có hiểu kỳ này mấy em có môn thực tập máy điện một đúng Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. vậy à, tuần sau là học thực tập đó. Tuần sau thì chắc mình không không học buổi tiếp rồi. Rồi thầy sẽ cho một số cái bài tập để mình làm để nó khỏi quên cái phần mấy điều không là một. Thầy sẽ có hướng dẫn giải ha, tập có hướng dẫn giải, cố gắng làm là mình làm một vài lần để mình biết cái cách thức tính toán ha. Bài tập nói chung nó cũng không khó đâu. Nếu mà không có thắc mắc gì thì mình nghỉ ha.